Ngày 11 tháng 7, ông Dương Hiệp Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết tối ngày 9 tháng 7, rất đông người dân và du khách đã đến bãi biển xã này để tận mắt xem rùa biển nở và bơi ra biển. Theo ông Hưng, số lượng rùa biển con đã nở trong tối ngày 9 tháng 7 khoảng 12 con. Đây là đợt trứng rùa nở thứ hai tại khu vực bãi biển xã Nhân Hải. Số trứng rùa nở này đã được rùa mẹ lên bờ đẻ vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2024. Từ chập tối, nhiều người lớn, trẻ em và du khách đã đổ về khu vực bãi biển xã Nhân Hải để ngóng đợi khoảnh khắc trực tiếp chứng kiến các chú rùa con bé xíu nở và ngoi lên mặt cát để bò ra biển. Khi những chú rùa con đầu tiên ngoi đầu lên bãi cát trong đêm ngày 9 tháng 7, rất nhiều người dân đã hò reo trong phấn khích. Đặc biệt, các em nhỏ không ngừng trầm trồ, vỗ tay sung sướng trước khoảnh khắc tuyệt vời đó. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đặc biệt này, anh Nguyễn Duy Khoa ở Quy Nhơn chia sẻ: "Thật sự tôi rất ấn tượng và hạnh phúc khi được thấy các chú rùa con được nở ra từ trứng. Ai chứng kiến cảnh tượng này hẳn sẽ luôn biết nâng niu, bảo vệ thiên nhiên." Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhân Hải cho hay, rùa thường nở vào ban đêm và sẽ bò đến mép nước để bơi ra biển. Sau khi thông tin rùa nở được lan truyền, người dân và du khách đổ về đây rất đông. Mọi người cùng thức xuyên đêm để tận mắt chứng kiến giây phút ấy. Ai nấy cũng tò mò, hào hứng và sau đó là vỡ òa cảm xúc khi thấy những chú rùa biển con bé xinh rời vỏ trứng, ngoi từ cát lên và được chúng tôi hỗ trợ để bò ra biển cả, anh Sáng chia sẻ. Cũng theo anh Sáng, từ khi có rùa biển xuất hiện, người dân xã Nhân Hải đã thay đổi ý thức của mình rất nhiều và không còn xả rác bừa bãi xuống biển.